Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hằng ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 5 sau Chủ nhật thứ 21 thường niên, ngày 30 tháng 8. Cách đây đúng 5 năm là ngày mà thân phụ của chúng tôi là ông cụ Giuse Trần Đình Bá được Chúa gọi về. Và cũng cách đây 2 năm vào ngày lễ dỗ mãn tang tại chính giáo điểm Tin Mừng này, Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chúng ta vẫn quen gọi một cách thân thương là ông nội của giáo điểm Tin Mừng. Hôm đó, Đức cố Tổng Giám mục Phaolô đã đến để dâng thánh lễ cùng với chúng tôi, lễ dỗ mãn tang cho ông Giuse. Bây giờ thì cả hai đều là cố hết rồi, Đức cố Tổng Giám mục Phaolô và ông cố Giuse. Thưa anh chị em, cái chết của ba tôi thì tôi thấy được có sự chuẩn bị rõ ràng. Nhưng sự ra đi của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô, đấy là điều mà hoàn toàn không ai ngờ, không ai biết. Có lẽ chỉ có một người biết, đó là ai? Dĩ nhiên là Chúa biết rồi. Một người mà không biết rằng mình chết cho đến lúc chết, đó là ai? Đức Tổng. Chỉ có một mình Đức Tổng biết là đến giờ Chúa gọi rồi, nhưng mà không thể làm gì được nữa. Còn Chúa thì dĩ nhiên là Chúa biết rồi. Cho nên cái sự ra đi của hai người thân của tôi, một người cha đẻ, một người cha thiêng liêng, hai người cha ấy nhắc nhở tôi cũng như nhắc nhở anh chị em, Chúa gọi mình lúc nào mình không biết được. Vì thế mà bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa nói với các môn đệ rằng: anh em hãy tỉnh thức. Có ai còn đang ngủ không? Nếu mà ngủ thì chúng ta giơ cái quạt lên, gõ mạnh lên. Anh em hãy đều giơ quạt lên. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Anh em hãy sẵn sàng chưa? Anh em hãy sẵn sàng chưa? Chú gọi đi ông. Mới ừ, bảo sợ. Sẵn sàng thì sẵn sàng, nhưng mà Chúa gọi thì chưa đi. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Khoan hãy Chúa ơi. Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Mình bảo rằng khoan hãy Chúa ơi, vì nếu mà có gia đình thì có người ung thư, mấy bà ung thư, thứ cha cầu nguyện cho con với. Con thì cũng sẵn sàng rồi, nhưng mà con còn hai đứa con nhỏ, ai chăm sóc chúng đây?
ai chăm sóc? Mạnh lên, ai chăm sóc? Chúa. Thưa cha, con còn mẹ già, có một anh thanh niên tuổi 30 bị ung thư. Thưa cha cầu nguyện cho con thì cũng sẵn sàng, nhưng còn mẹ già con 80, con đi rồi ai chăm sóc đấy? Không dám nói mạnh, lại nói mạnh sợ chú gọi đi gì phải không? Mạnh lên, ai chăm sóc đấy? Chúa. Rồi tôi thấy gia đình tôi cũng vậy. Khi mà ông cố tôi qua đời rồi thì còn lại bà cụ với bà chị thứ hai. Bà chị cả lúc nãy là đọc sách thánh á, bà ấy đi tu mất rồi. Rồi tới bà chị thứ hai thì ai cũng nghĩ rằng là bà chị thứ hai của tôi phải sống để mà chăm sóc cho mẹ tôi, vì chị ấy còn trẻ hơn mẹ tôi tới hơn 20 tuổi, gần 30 tuổi cơ mà. Nhưng mà đùng một cái chị đang khỏe, rồi chị lăn ra, rồi không biết gì, rồi một thời gian sau thì chị ra đi. Chả lẽ lúc đó tôi cũng khóc, Chúa ơi, con đi tu rồi, chị con cũng đi tu rồi, còn mỗi một bà chị thứ hai chăm sóc cho mẹ con mà Chúa gọi chị con đi thì ai chăm sóc cho mẹ con? Người không nhát, không dám. Mạnh lên, ai chăm sóc cho mẹ con? Chúa. Cho nên mình phải vững tin như vậy, phải xác tín điều đó, để cho dẫu có bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, Chúa có gọi mình đi hay gọi bất cứ người thân yêu của mình đi, người nào cũng được, mình luôn luôn trong tư thế là con đã sẵn sàng. Giơ cao cái quạt lên, bây giờ là phải giơ mạnh lên, con đã sẵn sàng. Chúa đến gọi con về, con đã sẵn sàng. Chúa mời gọi con về với Chúa, con đã sẵn sàng. Chúa gọi con đi làm lòng thương xót Chúa, con đã sẵn sàng. Chúa gọi con đi phát bánh trung thu lòng thương xót cho các em nghèo trong mùa thu sắp tới, con đã sẵn sàng. Chúa gọi con đi đánh nhau, con đã con sẵn sàng đánh nhau chưa? Thì chúng ta thấy là có khi người ta sẵn sàng đủ thứ, sắp sửa vàng lên giá là người ta cũng phải sẵn sàng, sắp sửa mà đô la lên giá thì người ta cũng sẵn sàng, sắp sửa đất lên giá thì người ta cũng sẵn sàng, sắp sửa cha Long rời giáo điểm tin mừng này đi chỗ khác người ta cũng không sẵn sàng, rồi ôm đất trong nhà rồi mà khóc ráng chịu. Lúc nào cũng phải sẵn sàng. Chúa gọi tôi đi rời nơi này, tôi phải rất kỳ phải sẵn sàng thôi chứ sao mà không sẵn sàng được. Phải sẵn sàng, tại vì thưa anh chị em, chúng tôi giống như là những người lính, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng lâm trận, và bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đi đến những vị trí nóng hổi nhất, những vùng chiến sự mà sôi động nhất, thì cần những người lính thiện chiến, cần những người lính can đảm, cần những người lính sẵn sàng hy sinh. Thế thì trong mặt trận truyền giáo còn nhiều nơi vùng sâu vùng xa, mặt trận truyền giáo còn nhiều nơi chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Cho nên nếu mà Chúa bảo Trần Đình Long lên đường, không cái cãi hả? Anh chị em trả lời đi, Trần Đình Long sẵn sàng lên đường chưa? Sẵn sàng, phải sẵn sàng lên đường thôi, vì cánh đồng truyền giáo còn mênh mông, còn bát ngát, nhiều người còn đang đợi chờ mình mà. Chúng ta trong tư thế sẵn sàng không phải chỉ là sẵn sàng để mà về với Chúa, không phải, nhưng mà sẵn sàng để bất cứ Chúa gọi ta cách nào, lúc nào, làm gì ta cũng sẵn sàng. Bất cứ Chúa đến với ta dưới hình thức nào ta cũng sẵn sàng. Nhớ, chứ không phải là đến lúc chết Chúa gọi mình mới bảo mình sẵn sàng. Thưa anh chị em, khi Đức Tổng Giám mục Phaolô trước khi mà Ngài về đi Roma để mà họp với Hội đồng Giám mục Việt Nam rồi đi ý kiến Đức Giáo Hoàng, thì Ngài còn dặn tôi là lòng chuẩn bị nha,
lễ lòng thương xót, đại lễ lòng thương xót là tao về đây tao làm. Bảo vâng, thì cái Đức Tổng cứ như năm ngoái, nhưng mà năm nay thì con sẽ cố gắng để Đức Tổng không phải về xe ôm nữa. Anh chị có biết không? Vì năm ngoái ngày đến đây bằng xe 4 bánh, nhưng mà lúc đi về thì còn có 2 bánh thôi. Vì ra đông quá, xe hơi không nhúc nhích được, cho nên là cuối cùng Đức Tổng ngồi trong cái xe 4 bánh bảo Long ơi, chờ tiếng rồi, không di chuyển em thôi, mở cửa ra. Tao đi xe khác. Bởi Đức Tổng đi xe gì? Tao đi xe 2 bánh. Thế là đi xe ôm ra tới ngoài quận 7 thì mới thoát được. Còn nếu mà không, 10 giờ đêm chưa về đến nhà. Thì Đức Tổng còn dặn như vậy, bảo nhưng mà năm nay tao còn làm thêm một lễ là lễ mà phục sinh, Chủ nhật phục sinh trước đó một tuần. Rồi sau Chủ nhật phục sinh một tuần là đại lễ lòng thương xót, nhà bảo về đây làm luôn lễ phục sinh nữa. Mọi sự đã sẵn sàng. Nhưng mà Đức Tổng có về nữa không? Không về, vì Chúa đã gọi Ngài về. Không ai biết được đâu. Cho nên bài học của Đức Cố Tổng Giáo hội Phaolô, của ông nội của chúng ta, là bài học mà mình phải nhớ đời, để đừng có tham sân si nữa. Quyền lực đi, danh vọng đi, chức tước đi, địa vị đi, nhà cửa đi, đất đai đi. Chúa đến gọi một cái là tất cả mình phải bỏ lại. Bỏ lại mua gì vất? Phải bỏ lại, để lại. Để lại cho ai? Vợ con mình, cho con cháu mình. Rồi con cháu mình, vợ con mình chết cũng phải để lại hết. Tất cả mình phải để lại. Nhưng có một cái mình đem đi được. Đó là cái mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói là các con sẵn sàng. Sẵn sàng bằng cách là chu toàn bổn phận. Về mà thấy người đầy tớ đang chăm chỉ làm việc thì chủ sẽ thưởng cho người đó. Về mà thấy người đầy tớ còn đang đánh đập tớ trai tớ gái, còn đang bắt nạt người ta, còn đang hà hiếp người ta, còn đang tham sân si, còn đang chạy theo thế gian mà không ra đón Chúa, thì người ấy sẽ bị trừng phạt. Mà tin mừng ngày hôm nay nói rằng người ấy sẽ bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Nhớ như vậy. Và chúng ta đừng có lo. Đừng có lo vì lý do là gì? Phaolô trong bài đọc 1 nói rằng là tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em. Mỗi ngày anh chị em đến đây hợp nhau để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, thì tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót vì anh chị em, về ân huệ mà Chúa đã ban cho anh chị em nơi Đức Giêsu Kitô. Anh chị em kéo nhau đến đây, họp nhau đến đây, càng ngày càng đông, mỗi ngày mỗi đông. Vì sao? Vì anh chị em đến đây và anh chị em đã nhận được bao nhiêu ân huệ Thiên Chúa ban cho anh chị em qua Đức Giêsu Kitô đấng nhiều lòng thương xót. Quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô, anh chị em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Trong Đức Giêsu Kitô đấng nhiều lòng thương xót, anh chị em đã được trở nên phong phú. Giơ cao lên, anh chị em đã được trở nên phong phú, không còn nghèo nàn, không còn đói rách, không còn kêu ca càm ràm nữa, nhưng mà nhận được muôn vàn ân huệ vô cùng. Những ân huệ đó là gì? Ở đây Phaolô nói rõ là anh chị em đã được trở nên phong phú về mọi phương diện vì được nghe lời Chúa. Anh chị em đang được hưởng cái ân huệ đó và hiểu biết mầu nhiệm của Chúa. Những người thông thái, những người địa vị, những người cao sang, họ đâu có đến đây. Mà họ không đến đây thì họ làm sao họ nghe được lời Chúa? Mà họ không nghe được lời Chúa thì làm sao họ biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa được? Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí của anh chị em, khiến anh chị em không thiếu một ân huệ nào. Khiến anh chị em không thiếu một ân huệ nào. Cho nên chúng ta đến đây, Chúa ban cho mỗi người mỗi ân huệ khác nhau, không thiếu ân huệ nào. Trong lúc mà mình mong đợi Đức Giêsu Kitô đến, và chính Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho chúng ta được vững chắc đến cùng. Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho anh chị em mình được
vững chắc đến cùng. Vững chắc là đóng như đinh đóng cột đấy. Sẵn sàng chưa? Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho anh chị em được nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô đến. Không ai trách được. Nếu mà anh chị em cứ kiên tâm, cứ cầu nguyện, đón nhận lời Chúa và sống lời Chúa thì không ai trách cứ được cái gì. Người ta có thể trách mình vì sao mà đọc kinh nhiều thế. Người ta có thể trách mình sao mà đi lễ lâu thế. Người ta có thể trách mình sao mà làm chứng nhiều thế. Kệ người ta, ta không có chiều theo họ. Nhưng họ có thể trách cứ rằng đến đây ăn chơi nhiều quá không? Mạnh lên. Người ta có thể trách cứ chúng ta là đến đây ăn chơi nhiều quá không? Mạnh lên cho người ta nghe, cho người ta thấy rõ, chứ không phải đến đây mà ăn chơi. Người ta có thể trách cứ chúng ta là đi mua sắm nhiều quá không? Người ta có thể trách cứ chúng ta là đến đây xây cất đồ sộ quá không? Người ta có thể trách cứ chúng ta là đến đây đầy đủ mọi phương tiện giàu có, sang trọng quá không? Người ta có thể trách cứ chúng ta là chỉ biết lo cho bản thân mình, lo cho giáo điểm tin mừng mà không biết chia sẻ cho những giáo điểm khác, cho những vùng sâu vùng xa khác, cho những bà con nghèo tại chính địa phương này, huyện Nhà Bè và xã Hiệp Phước này. Người ta có thể trách cứ chúng ta về điều đó được không? Đấy, dứt khoát là như vậy. Và Chúa ban vô vàn ân sủng cho chúng ta. Mời anh chị em chúng ta gặp gỡ những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bài đi. Cứ mỗi đợt 5 bài đi, cho nó nhanh. Mau, 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 mau. Những người làm chứng thì càng ngày càng nhiều. Cho nên anh, các bà, các chị, các ông, các anh làm chứng nhớ nói cho lên, nói cho vắn gọn nha. Rồi, nói cho vắn gọn là ơn mình được thôi, không có kính thưa, kính bẩm, kính chào, kính cụ, kính chúc gì hết nha. Rồi. Được chưa? Nhiều, nhiều, nhiều lắm. Vào chỗ ngồi lấy ghế cho tôi ngồi xuống ghế. Mở lên. Rồi, xin được ơn gì? Con được hai ơn ạ. Một ơn là chồng con và một ơn thứ hai là của con. Thầy con đầu tiên con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con vì bệnh u bằng quang, thì bây giờ bệnh chồng con khỏi, thì bây giờ con vào thôi, thì cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện với nhà con, thì bây giờ nhà con khỏi rồi. Chồng và tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Này cha con là chồng chứ phải cha. Chồng con Nguyễn Văn Chí là 68 tuổi, còn con Maria Nguyễn Thị Thơm là con ở ngoài Bắc, con ở giáo phận Thái Bình. Vâng, chồng chị đã bị ung thư bằng quang rồi, đã được khỏi, còn chị thì được ơn gì? Con ơn chân tay con nó bị khớp, nó đau hết những cái đầu gối này với lại xương sống con nó đau. Nhà con thì trồng nhiều rau, con không hái được, con phải đem ghế cho con ngồi, xong con quỳ con hái. Nhưng mà hôm nay con vào đây thì hôm nay là 5 ngày rồi, cha đặt tay cho con và cha ấy con, thì bây giờ hôm nay là con ngồi con giặt quần áo, con khỏe mà con rất là ấy, là nó cũng được đến 70% rồi. Thì con giờ về hái rau được chưa? Dạ, bây giờ con về con hái rau được rồi. Hallelujah. Đây gửi cho chồng của chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi cho chị cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin chúc lành cho chị. Rồi, người thứ hai. Cha con là Anna Trương Thủy Lương, con ở xứ Bỉ, con thuộc về hạt Bắc Giang, địa phận Bắc Ninh. Con được Chúa chữa lành cho con là con bị suy thận độ 4. Bác Giang người ta khám cho con, người ta cứ để cho con ở đấy nằm một tháng rồi. Thế con cứ bảo bác sĩ rằng xem bệnh của tôi thế nào, cho tôi đi tuyến trên. Thế sau khi người ta cứ động viên con ở đấy, lúc gia đình đề nghị cho đi Hà Nội. Thế đi Hà Nội trên đi đường thì con chỉ biết cầu xin Chúa và mẹ cho con được gặp thầy gặp thuốc. Nếu Chúa mà cắt con về thì xin Chúa cũng cho con được ăn mày chết lành. Thế xuống thì Hà Nội người ta chỉ trích cho con có độc một mũi kim mà con về con khỏi từ bấy đến giờ. Thì con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người bệnh thận giai đoạn 4, suy thận giai đoạn 4, và chỉ có một mũi kim trích và được khỏi. Chúng ta thấy rằng là nếu mà anh chị em mình có bệnh
chúng ta khấn nguyện đó là cho được gặp thầy, gặp thuốc. Mình không có ỷ lại, không có đó, không chịu làm gì, cứ bảo ăn vạ Chúa phải chữa con. Không, có bệnh thì vái tứ phương, nhưng mà biết cái phương nào mà vái cho nó đúng. Đừng có đi vái lung tung, đừng có đi gặp mấy ông thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, rồi cho uống tàn nhang, uống nước thải, rồi thì bảo là đào mồ, đào mã, đủ thứ chuyện lên. Chúng ta vái cho đúng cái phương, mà cái phương duy nhất đúng đó là phương lòng thường xót Chúa. Phải chạy đến với lòng thương xót Chúa rồi xin Chúa soi sáng cho mình biết đâu là thuốc thật, đâu là thầy thật. Và chỉ có Chúa mới là người chữa lành. Chúa dùng thuốc này, tại sao vẫn ông thầy đó, vẫn thuốc đó mà chữa cho bà khỏi, mà chữa cho ông kia không khỏi, đúng không? Nếu mà ông đó là ông thầy thuốc giỏi thì chữa ai cũng hết, mà chính vợ ông ấy thì lại không hết là sao? Rồi chính ông là thầy thuốc giỏi, ông chữa cho người ta được, còn chính ông thì đau thì sao? Cho nên chúng ta thấy là trên hết tất cả, người thầy thuốc duy nhất đó là Chúa Giêsu. Còn Chúa dùng người này người kia để mà chữa cho chúng ta, chứ không phải là họ chữa cho chúng ta. Đừng có phủ nhận, đừng có tệ bạc mà phủ nhận công ơn của Chúa, quyền năng của Chúa, mà bám lấy người thế gian. Nhưng đồng thời cũng đừng có ỷ lại, lười biếng, không chịu làm gì cả, cứ để Chúa chữa còn thì rồi Chúa chữa còn thì, không có lười biếng như thế, nhớ không? Đây, cho tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Người thứ ba. Thưa cha, con có đến ngày sinh thì là có cháu sinh ra tự dưng có một cái u ở trên đầu. Ai sinh? Cháu con gái là con ạ. Thì nó như quả trứng dạ. Vậy con nó hoang mang lắm, con lo lắm, thì con cứ cầu xin lòng thương xót. Ở xứ con có lòng thương xót của Chúa, là con xin ơn Chúa này. Nó có 2 tuần thì không biết là nó đi đâu mất chứ chả không còn gì. Còn một ơn nữa thì con dâu con nó để, thì những ngày sinh thì cháu không sinh được mà không ngủ được. Cháu áp huyết cao 220, đến khi mà con điện cho cha thì cha nhận đời, cha nhắn lại cho con thì con nó họ hổ không cấp, thì là cháu sinh được vinh xong thì bắt đầu là áp huyết này lên như cũ, thì họ khâu vào thì là cháu con được bình an. Con cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, thì con xin hết ạ. Còn bài có đứa con gái nó không sinh được, mổ cũng không được, mà để tự nhiên cũng không sinh được, vì áp huyết nó cao đến 220. Rồi bà khấn hay là con bà khấn hay là ai gửi thư khấn vào đây? Con khấn cả gia đình con khấn ạ. Rồi sao mà bà biết được cái điểm tin mừng, biết ở đây mà bà gửi thư khấn vào? Thưa cha, con biết lâu rồi ạ. Ở xứ con có những người họ đi lâu rồi, con biết lâu rồi ạ. Ở xứ con cũng có lòng thương xót của Chúa. Vâng, rồi bà gửi thư khấn vào đây, và con bà thì đã được sinh được, và đứa bé lại có một cái khu to trên đầu. Rồi lại tiếp tục khấn cầu nguyện, và 2 tuần sau thì cái khu nó biến đâu mất rồi. Để đấy là cái điều mà chỉ có Chúa làm mà thôi. Tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giao điểm tin mừng. Chúa nói các con phải tỉnh thức. Nhớ lên, cái cây quạt lên, các con phải tỉnh thức. Nhớ cao cây quạt lên, các con phải tỉnh thức. Nếu mình không tỉnh thức thì mình hay bị mơ mơ màng màng, tưởng rằng là người ta chữa, nhưng mà quên mất đó là công ơn của Chúa. Tỉnh thức còn là như vậy, là nhận ra tất cả là hồng ân. Từ một cái chuyện nhỏ nhất đến cái chuyện lớn nhất, tất cả là hồng ân. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức. Chứ gì bà đi đâu đấy, lúc nào bà cũng phải đi đâu đấy, cất tiền á, Chúa tôi đây rồi. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Chính, ở giáo xứ ở Bình Giã. Dạ, con được ơn của Chúa là cho con là từ năm hai con được 28 tuổi thì chồng con bỏ, và con không có một mảnh đất, không có một chiếc đũa mà ăn cơm luôn. Nhưng mà chồng nay đến nay là con nguyện xin với Chúa, nhờ bà mấy ban hành giáo ở xóm con là cho con vô đạo, rồi dìu dắt mấy đứa con là nay đã trưởng thành, có công ăn việc làm. Mà trước kia đó con không có mảnh đất, là con chỉ có con xin cầu xin Chúa cho con một mảnh đất bằng chiếc chiếu thôi. Nhưng nay con có được 3 hectare đất, và con cái con đã làm
ăn có công ăn việc làm hết tất cả. Hallelujah. Cảm ơn. Hallelujah. Chị là đạo gốc hay đạo gì? Dạ con là đạo Phật, chồng cũng đạo Phật. Chị đạo Phật, chồng chị đạo Phật. Rồi được mấy người con thì chồng chị bỏ chị? Dạ 4 đứa con, đứa lớn là 6 tuổi, đứa nhỏ đang mang thai trong bụng. Đứa nhỏ mấy? Mang thai, đang mang thai. Vâng, thưa chị em, đây là một cặp vợ chồng Phật giáo. Và lúc mà chị 28 tuổi thì được 3 đứa con rưỡi. Đứa nhỏ, đứa lớn nhất là được 6 tuổi và đứa bé nhất là đang nằm ở trong bụng mẹ. Mà người chồng nỡ đành bỏ người vợ như thế và chạy theo một bóng hình nào đó. Chúng ta tưởng rằng là như vậy thì cuộc đời chị ấy tiêu rồi. Và chúng ta cũng tưởng rằng là chị là một người đạo Phật thì Chúa đâu có ngó ngàng gì tới. Theo cái nhìn của người ta vẫn nghĩ như vậy. Nhưng Chúa là đấng luôn tỉnh thức. Ông chủ luôn lúc nào cũng tỉnh thức. Bất cứ ông chủ có thể về bất cứ lúc nào. Còn chỉ có đầy tớ là có thể ngủ quên, có thể không tỉnh thức. Còn ông chủ là Thiên Chúa của chúng ta luôn tỉnh thức và thấy rõ được cái hoàn cảnh này. Cho nên Chúa đã sai những người con cái của Chúa đến giúp đỡ chị ấy. Từ một người mà không có lấy mảnh đất bằng một cái chiếu để nằm, với 3 đứa con rưỡi, bây giờ đã có mấy hecta? Dạ 3 hecta đất. 3 hecta đất. Từ một người là một người đạo Phật mà bây giờ đã là một người trở thành người con của... Dạ, con Chúa hết rồi. Đã rửa tội chưa? Dạ, rửa tội hết rồi. Rồi mấy đứa con của chị đã rửa tội theo đạo hết chưa? Dạ, tôi rửa tội xong hết theo đạo hết. Cả dâu đồ cũng được rửa tội xong hết rồi. Râu rể làm sạch luôn. Dạ. Hallelujah. Chưa thấy không? Ai mà nghĩ được? Ai mà nghĩ được chuyện đó? Rồi những đứa con của chị thì sao? 3 đứa con ngày nay thì có công ăn việc làm ổn định hết. Dạ. Vâng, chúng ta thấy ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa thôi. Và tôi nói với chị là đây là đấng mà có thể giúp chị, đây là Đức Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót. Mà ngày xưa chị đi theo đạo Phật thì chị không có biết, mà Chúa vẫn thương yêu chị. Đây, tặng cho chị tấm mảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi. Và cuối cùng là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Chị đang ở Bình Giả phải không? Hallelujah. Hôm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ 56 tuổi. 56 tuổi thưa anh chị em. Chúng ta thấy sống mà từ năm 28 tuổi đi chồng bỏ đến giờ là 56 tuổi. Bao nhiêu năm chinh chiến, bao nhiêu năm gian khổ, bao nhiêu năm bị thử thách, bao nhiêu năm vẫn cứ như là người đầy tớ, kiên nhẫn với bổn phận của mình, với công việc của mình. Một người vợ bị bỏ rơi và một người mẹ, 4 đứa con ngày hôm nay. Cả những đứa con đó theo đạo, mẹ cũng theo đạo và có công ăn việc làm. Hallelujah. Còn chị? Con xin tạ ơn Chúa, con kính cha và tất cả cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn, con là Maria Lưu Thị Hợi ở Lạc Sơn, Hòa Bình. Con được ơn là chồng con cắt cổ bằng dao ăn quả. Và ý, chồng chị cái gì? À, chồng chị cắt cổ gì? Đồng con bị khối u mà bác sĩ không có dao kéo cầm về đúng ngày chủ nhật. Thế là cắt bằng dao ăn hoa quả xong đó. Cái gì chồng chị bị sao? Khối u. Ở đâu? Ở phế quản thanh quản ạ. Ở phế quản thanh quản, rồi đem đi nhà thương, rồi cái gì người ta bác sĩ làm sao? Và chị nó từ từ, tôi chả hiểu. Bác sĩ làm sao? Bác sĩ giữ chìa khóa về dụng cụ, thế là không có đấy. Bác sĩ lấy dao hoa quả, cắt cổ xong là cho cái calin vào thở thì rơi vào phổi. Sau đó? Bác sĩ trực thì là cầm cái chìa khóa, dụng cụ y khoa lại đi vắng. Còn bác sĩ trực thì không có chìa khóa để lấy dao kéo chuyên môn ra, mới lấy cái dao cắt rau quả, cắt lấy cái dao mà dao thái đang ăn trái cây để mà gọt trái cây. Mà chị nói nhanh quá, lấy dao ăn trái cây rồi mấy cái dao đó cắt cổ chồng chị. Chị vừa vô chồng con được ơi là bác sĩ lấy dao cắt cổ.
Ông mà nói như vậy, bác sĩ, tội nghiệp bác sĩ quá, vì cái ông trực không có, cho nên ông lấy phải đành phải lấy dao mà ăn trái cây, mà giải phẫu là cắt cổ cho ông chi, rồi cái dao nó rơi vào phế quản hay sao? Cái gì nó rơi vào trong cổ? Cái cali để thở bằng sắt rơi vào phổi, hiện trước phổi, xong rồi bác sĩ lấy cuống đu đủ dài như này cắm vào cổ. Này chỉ có này là kỳ tích. Sau khi mà lấy cái dao cắt cỏ rồi thì ta lấy cái dụng cụ bằng sắt để thông vào cái khí quản để mà thở, mà chẳng may cái đó lại rơi tọt xuống cái khí quản, cho nên là không có cái dụng cụ nữa, lại cái lấy cái ống đu đủ ra nhét vào đó rồi hút cái cục sắt đó ra. Dạ, con điện về cho thím con xin khấn để ông thánh CV dân tê ở con chỗ con không có nhà thờ. Thế là nhà con ra Bạch Mai được bác sĩ cho thở oxy rồi là dần con cứ cầu thẩm chí xin con là đạo mới. Thế là nhà con khỏi. Chưa là đạo gì? Con là đạo là bên Hương, con lấy chồng con bên Công giáo, nhưng chồng con khô khan lắm. Được sự con gọi là thương xót đến Chúa suốt ngày con cầu nguyện. Chị thương xót đến Chúa suốt ngày chị đi cầu nguyện. Hay chứ, đúng rồi. Đúng đấy. Rất đúng là khác. Cho một tràng pháo tay điện tôi cũng biết tại sao đúng. Tôi bảo chị theo đạo gì? Chị bảo chị theo đạo đời. Đạo bên Lương. Và lấy chồng thì người có đạo, mà chồng thì rất là khô khan, cho nên chị mới thương xót Chúa mà chị đi cầu nguyện. Đúng không? Đúng quá. Vì người đậu gốc mà lại khô khan, đứa con trong nhà nó không thương xót bố mẹ nó, thì cái đứa hàng xóm nó nhìn thấy như vậy thì nó thương xót cái ông bà đó, và nó đến nó thăm cái ông bà đó. Người đậu gốc thì có ai biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Bỏ hết chẳng ai đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để Chúa đứng chơi chơi một mình. Cái người ngoại đạo đi ngang qua thấy vậy mới thương xót Chúa mà đến cầu nguyện với Chúa. Chúa vui không? Vui không? Vui lắm thưa chị em, vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta khao khát cho người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Mà rất tiếc rằng những người được ta tuyển chọn là những đấng bậc thì lại không rao giảng, không biết gì để mà rao giảng, không chịu rao giảng lòng thương xót của ta. Ta mong ước rằng mỗi một người trên thế gian này, trong ngày ta trở lại, cái ngày mà bài tin mừng nói đó, ông chủ về vào giờ nó không ngờ, vào ngày nó không biết, thì vào cái giờ đó, Chúa nói ta mong ước vào cái ngày giờ đó thì mọi người trên thế giới này đều nhận biết lòng thương xót của ta. Mà những người đạo gốc không nhận biết thì người đạo Phật này lại nhận biết mà thương xót Chúa đến cầu nguyện. Rồi chồng chị cái dao nó cắt cổ với lại cái ống đu đủ nó có hết không? Hết rồi ạ. Thưa cha là hết rồi. Còn con thì con vào đến đây là ngày hôm nay là 14 ngày con xuống đây, con cũng xin lòng thương xót Chúa. Con có bệnh tiểu đường 4 năm nay và xoang dị ứng và con bị thoái hóa năm đốt, nhưng con về đến đây giáo giảng tin mừng của Chúa, con suốt ngày thẩm thí ăn năn để xin Chúa thì nay con đã hết. Còn xoang thì con khoảng 80%. Cái gì? Chị vào đến đây là đến đây là đến giáo gì? Con giáo giảng tin mừng. Hay vậy mà giáo giảng tin mừng. Đó, thấy chưa, chị thấy không? Người ta gọi là giáo điểm tin mừng, nhưng mà đối với chị là đây là nơi giáo giảng tin mừng. Đấy là nơi người ta rao giảng tin mừng, người ta dám giảng tin mừng, người ta dám làm chứng cho tin mừng, chứ đâu phải chỉ là điểm tin mừng, điểm mà không nhúc nhích. Thấy chưa? Trời ơi, cái người này hay không? Đến thương xót Chúa mà biết đến giáo giảng tin mừng. Một trong các tay thật to thưa anh chị em. Cái gì cơ? Con có mấy vần thơ để chúc cha và cộng đoàn là gọi là cầu nguyện con. Giáo giảng tin mừng còn biết làm thơ nữa chứ. Rồi, rồi. À, mẹ con năm nay là 84 tuổi, còn em con là gần 50 tuổi bị chất độc màu da cam. Người thì già mà người thì bệnh tật, cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin cho gia đình nhà con có mấy câu thơ. Hiện nay con ở hòa bình, con vào giáo điểm tưng mừng xót thương. Bao bệnh tật của vợ chồng con cái, cha thử rồi, cha chữa cho con. Chúa chữa cho con. Cho con
hỏi rồi, bao tội lỗi con thầm thì xin Chúa thưa thứ cho, giảng cha giảng con nghe giao điểm tin mừng, cùng cộng đoàn thêm sức cho con gửi niềm tin của Đức Chúa Trời con phó thác, linh hồn con cho Chúa được ơn, hàng ngày con đọc kinh sám hối, con xin tạ ơn Chúa chữa bệnh cho cả gia đình con, con xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho con kính chúc cha cùng cộng đoàn mạnh khỏe để hàng ngày cầu nguyện cho nước Việt Nam và toàn thế giới. Với ơn của Đức Chúa Trời còn bao người bệnh tật hiểm nghèo Chúa đã chữa hết rồi, con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ của con. Con xin tạ ơn. Tôi xin tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng thương xót, với tấm ảnh lòng thương xót Chúa bao la, cùng cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mời bốn ông này, mấy ông, ba ông hả? Hai ông, hai vầm trứng đó. Mau lên đi, rồi mấy bạn lên đi, mau, hai ông đâu? Hai ông, mấy bạn lên đây. Còn mấy bạn nữa chưa lên, lên hết đây, mau. Lên, hai vợ chồng lên trước, đó, cầm, rồi. Thưa cha và cộng đoàn, con là Đam Minh Nguyễn Văn Khiêm, con được rất là nhiều ơn, và con chỉ kể ơn mới nhất của con thôi, đó là... Anh đang đi với ai? Dạ, con là vợ. Con Maria Nguyễn Thị Hồng, con 54 tuổi, con giáo xứ Bùi Hiệp, giáo hạt Tân Mai được Vận Xuân Lộc Đồng Nai. Vâng, đây là một cặp vợ chồng lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi, anh chị chia sẻ ơn mới nhất. Dạ, vâng, con là ơn mới nhất là từ trước giờ con biết cha ở Chí Hòa thì con cũng không đi bao giờ cả. Từ hôm mà vợ con đi ở đây thì con đi được 4 lần. Và lần nào con đi con thấy cũng được ơn hết, mà con là coi như là bị té xe này, cái máu bầm ở trên đầu này, tiểu đường này được 7 năm nay, và huyết áp cao, cũng đã nhiều năm, mà từ hôm con đi lên cha về là coi như là tiểu đường con xuống này, huyết áp xuống này, tất cả đều coi như là con thấy nó bình thường. Lần ra là con được cái ơn này là con rất là mừng, con thấy con khỏe, con rất là mừng. Và cái con em con cũng nhờ con một ơn, xin ta cộng đoàn cho con nói, em con ở bên Mỹ, Maria Nguyễn Thị Thu Thủy và chồng là Nguyễn Phong là ở bên Mỹ, ở Mendel City. Thì tháng nào em con cũng gửi tiền về cho vợ chồng con mướn xe cho những người không có điều kiện để đi và lo ăn uống hết toàn bộ, và em con được rất nhiều ơn. Nhưng em con chỉ nói là thôi, nói ít thôi, em con ngày nào cũng lên trên mạng coi thì em con nói là nói ít thôi, anh chỉ nói con, em con làm leo mà hồi xưa rất là vắng khách, mà bây giờ từ lúc mà nhà con lên xin cho em con thì hoàn toàn giờ rất đông khách, và em con gửi về mua tặng 40 cái máy để cho cha làm bác ái. Vâng, con xin phép. Vâng, đây là món quà của người bên Mỹ với 40 cái máy này. Chúng tôi sẽ sử dụng và cho chương trình là 30.000 cái bánh trung thu, và đi đến những vùng sâu vùng xa, nhất là những trại phong tùy, những bệnh viện và những máy ấm ở toàn thành phố Sài Gòn này.
và những nơi nào họ cần máy thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho họ món quà của một người chị em từ bên Mỹ gửi về. Và mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi cả 100 cái máy đến những cái vùng sâu vùng xa như vậy. Xin tạ ơn Chúa, xin mời anh đại diện của để nhận những món quà này để chúng ta đi gửi tặng cho người khác. Và chúng ta thấy là anh ấy đến đây, anh xem cầm cái quạt lên thử coi có đúng không nha. Anh đến đây huyết áp thì cao, đường cũng cao, máu cũng cao. Đến đây thì huyết áp nó xuống, đường nó cũng xuống, rồi máu nó cũng xuống. Chỉ có lòng đạo đức là nó cảm thấy không? Lạ là như vậy. Còn người ta mà chưa biết lòng thương xót Chúa thì tiền nó lên. Như vậy lên, tiền nó lên. Ăn chơi nó lên. Sa đọa nó lên. Rồi ích kỷ cũng lên. Mỗi lòng đạo đức là xuống. Mạnh lên, mỗi lòng đạo đức là xuống. Mỗi lòng thương xót là xuống. Mỗi biết quan tâm đến người khác là xuống. Còn ăn chơi thì là càng ngày càng lên. Tội lỗi càng ngày càng lên. Xì ghe ma túy càng ngày càng lên. Cá độ bóng đá cũng lên. Đạo đức thì đi xuống. Chúng ta thấy chỉ có khi nào người ta đón nhận lòng thương xót Chúa, dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, mà biết đón nhận lòng Chúa thương xót, thì ngay cái chuyện rất đơn giản là làm neo trước vắng khách vô cùng. Khi biết cái lòng Chúa thương xót mà biết chia sẻ cho người khác, gửi về để người em mình có phương tiện giúp cho những người khác muốn đến giáo điểm tin mừng mà không đến được, muốn có máy nghe mà không có, thì lòng đạo đức nó đi và khách nó cũng đi, cuộc đời chúng ta cũng đi và đi lên tới tận thiên. Lên không? Hallelujah. Rồi, tôi gửi cho người em của anh ở đó bên đó nha, tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là những món quà chúng tôi gửi sang bên đó, bên Mỹ ấy, nha. Máy 300 bài giảng, cái quạt giáo điểm tin mừng, chị cầm dùng. Rồi đây là chằng chuỗi và móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Mời chị cầm và đem gửi sang cho cô em ở bên Mỹ nha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi. Dạ, con bị chứng bệnh đau đầu 29 năm nay. Vì tông xe cho nên con là đau đầu, mà những trời mưa nắng con rất là đau. Đau mà không biết làm sao, nhưng mà con đi uống thuốc cũng không hết. Nhưng mà nhờ đi đến giáo điểm tin mừng này mà bệnh của con hết khỏi hẳn luôn. Còn con, hai cái tay của con rất là tê, ngủ dậy không nắm vô được. Con buồn không biết sao. Từ lúc mà con bạn con giới thiệu con đi lên tới giáo điểm tin mừng là con về con hết bệnh, con rất là mừng. Cho nên con mới gọi nói với em con ở bên Mỹ là chị đi được ơn như vậy. Thì em có lòng tin là em cứ xin là được ơn. Thế này em con với bà con là chị cứ xin đi, xin cho em đi. Là từ đó bắt đầu là em con cứ hàng tháng hứa là thuê xe 16 chỗ để cho những người người ta muốn đi lên giáo điểm tin mừng thì cho người ta đi với. Cứ ca xe con xin hết. Vâng, chị nói là chị có bệnh là không gì, không nắm vào được, phải không? Không nắm vào được hay không mở ra được? Không nắm hay không mở? Không nắm. Rồi nắm thì không mở. Mà bây giờ có nhiều người bị cái bệnh đấy lắm. Bệnh gọi là bệnh ham. Người ta cứ lúc nào cũng mở ra, mà người ta đưa tiền là nắm. Nắm rồi không mở ra được. Đó mới là khó chữa. Còn anh chị em mà cái bệnh tay chân mà nó tê cứng ở đây đây là Chúa chữa dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi lúc mà nó chưa có thì nó cứ mở, mà cứ Chúa cho cái gì là nó nắm. Nắm là nó bỏ túi nắm chặt lấy, nó không có mở ra. Cho nên là có thuốc nào nó cũng không mở ra. Bệnh mà khô cứng, không phải là khô cứng gân mà khô cứng trái tim. Cái đó mới là cái khó chữa nhất thưa anh chị em. Sao con có nắm có mở được không? Con không. Không à? Rồi thì có được ơn gì? Thưa cha, con là Phạm Thị Sáu, Maria Phạm Thị Sáu, con ở đó phận Hải Phòng. Con được ba ơn. Yep. Ơn thứ nhất là bản thân con là mắc chứng bệnh hội chứng thận hư được hơn 4 tháng này. Hội chứng thận hư hơn 4 tháng. Nhưng mà mới hôm 19 tháng 8 vừa rồi là con đi lên viện con lấy thuốc ấy, cái mặt con nó sưng to lắm. Thế con hỏi bác sĩ ơi, sau bây giờ được 4 tháng rồi mà uống thuốc mặt nó vẫn sưng to này, thì bác sĩ trả lời con là nếu bà không muốn hết sưng thì bà đi sang Hàn Quốc mà thẩm mỹ.
Thế thì con xong rồi con về con mới vẫn lấy thuốc, thế con về con mới đi vào có điểm tin mừng, con ở đây được 5 hôm nhưng mà đến hôm nay là mặt con hết sưng rồi chậm. Mặt con sẹp chưa? Dạ, mặt con sẹp rồi. Vâng, hallelujah. Tôi nghĩ là bác sĩ không nên nói một cái câu như vậy. Người ta bệnh, người ta chạy đến với mình, không an ủi, không nâng đỡ người ta, thôi lại nói câu là chị mà mặt chị sưng vậy, chị muốn chữa thì đi sang Hàn Quốc mà thẩm mỹ cho mặt nó hết sưng. Cái mặt mình nó sưng như vậy vẫn đi thẩm mỹ được, nhưng mà cái lòng mình nó giận ai, cái mặt mình cũng sưng lên, cái đó mới khó chữa. Giống như cái tay đó. Anh chị em thấy không? Ai đến đây mà người ta mới đụng đến mình cái tư tái thế là mặt mình sưng lên. Mình mới đến đây ai mình nói chạm đến mình cái mặt mình sưng lên. Đến đây mà phải xếp hàng mà trật tự bắt vô xếp hàng, không chịu xếp hàng đứng mặt mình cũng sưng lên. Không những sưng lên mà tóc tai toàn sưng lên, rồi sổ lên là mầm mầm mầm, nói kinh khủng sợ hãi. Cái đó mới là cái khó chữa. Cho nên tôi còn lớn thứ hai. Còn lớn thứ hai là cái cháu nội con năm nay nó 11. Cháu gì? Cháu nội con năm nay nó 11 tuổi. Mà nó bị bệnh 6 năm. Con cho nó đi chữa hết ở Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh 6 năm rồi mà nó không khỏi, nó bị tê hết các cái khớp tay. Thế mà đến năm tháng 6 của năm 2017 năm ngoái thì con cho cháu con vào đây và do điểm tin mừng con nhờ cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện thì cháu con khỏi từ năm ngoái năm nay rồi. Thứ ba thì cũng là cháu nội con, thì con dâu con nó bị nó sanh thứ ba thì nó được 5 tháng, thế nó đi nó siêu âm thì các bác sĩ bảo là bây giờ mà cái thai này nó có lão nó có vấn đề thì nên bỏ nó đi, thế nhưng mà nó điện về cho con, nó ở Gia Lai con ở ngoài Bắc, thế nó điện về cho con thì con bảo là không bỏ. Thế hai vợ chồng mai cuốn gói nhau đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh vào chỗ Gia Long đấy thì xin khấn người là cầu nguyện gì là về chúa chữa lành cho. Thế con nó cũng nghe, nó đi vào đây năm ngoái nó vào đây thì là cha đặt tay cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con nó về nó sinh cháu, năm nay cháu được 1 tuổi rưỡi mà cháu trắng trẻo đẹp trai mà trông ngoan lắm. Thế con xin hết ạ. Hết chưa? Rồi đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 307 giảng nha. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha về cho mấy cháu nó biết các lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Rồi con. Thưa cha, con chồng con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể một ơn gần nhất đây thì chồng con bỏ Chúa 10 năm nay rồi, không có đi lễ, không có đi xưng tội gì hết á, cứ ăn nhậu chơi bời xong rồi về lại chửi bới. Xong đến khi con rủ chồng con lên giáo điểm tin mừng thì chồng con nói không đi. Thế con bảo là đi lên đấy cha hay lắm. Thì chồng con bảo là đâu chẳng là Chúa, đâu chẳng là cha, không có đi. Rồi thế con bảo là những người ta khỏi bệnh người ta lên làm chứng. Thì chồng con bảo là làm chứng thì cha khác cho mỗi người mấy trăm thì người ta lên làm chứng hào hào chứ làm gì mà phải như vậy. Thế đến khi chồng con, em con, em gái con mới thuê chuyến xe, thế mới rủ chồng con đi thì chồng con bảo là thế đi cho vui. Thế khi đi thì vào thì chồng con thấy đông người với cả người ta thực tế quá. Thế là chồng con về, thế vài hôm sau hai vợ chồng con mới lại dắt thêm 4 người không có đạo lên nữa. Thế là đi lên thì cầu nguyện Chúa cha, thế là chồng con xưng tội rước lễ. Mà hôm sinh tội thì lại có mỗi một cha giải tội, chồng con phải xếp hàng 2-3 tiếng luôn ấy. Xong rồi chồng con rước lễ rồi, chồng con cũng lên đây được mấy lần rồi, con lên đây cũng 7-8 lần rồi. Thế con cũng cảm ơn Chúa rất nhiều và con cũng được nhiều ơn lắm, nhưng mà thời gian không cho phép nên con thôi. Con cũng cầu xin là gia đình con thì con cái đông. Thế con bảo ở nhà con chỉ được mấy đứa? Dạ 4 thằng ạ. Mà hôm nay gia đình con là 4 người đi, hai vợ chồng con với hai đứa con đi. Nhưng mà đông quá thì ngồi ở dưới kia. Mỗi mình con lên đây thì vâng. Thì con cũng cảm ơn Chúa với nhà con thì bảo là thôi đông con quá thì con bảo con xin lên đây xin Chúa này. Con bán được nhà rồi con mua được cái nhà cho con nó ở rộng hơn. Đấy, thế thì Chúa ban cho con nhiều ơn quá thì con cảm ơn Chúa nhiều. Thì con cũng xin. Vâng, thì chị em khó nhất như tôi nói mấy là cái tay mình nó không mở ra, mà mở rồi không nắm, nắm rồi không mở,
khó như là cái mặt mình nó cứ sưng lên vì cái tự ái, cái chữa bệnh thân xác không khó đối với Chúa. Y học bó tay vì ung thư, vì lao phổi, vì phong cùi. Y học bó tay, Chúa chỉ nói một lời là khỏi. Nhưng để cứu chữa con người về mặt linh hồn, Chúa phải trần ai hoài cũ lắm, Chúa phải chảy ra chóc vẩy lắm. Này anh chị em để ý coi, Chúa phán một lời là có đất đai, phán một lời là có cây cỏ, phán một lời là có tất cả vũ trụ này, chỉ phán một lần. Ấy vậy mà khi Adam Eva phạm tội, Chúa có phán một lời được không? Không. Chúa không phán một lời để mà cứu ông bà ấy được, mà phải chờ cả bao nhiêu ngàn năm. Rồi đến đúng thời đúng buổi, con của Ngài phải xuống trần gian 30 năm làm thân phận con người, rồi 3 năm đi rao giảng, cuối cùng chết ê chề nhục nhã trên cây thập giá. Và máu cùng nước đổ ra đến giọt cuối cùng chỉ để cứu linh hồn con người ta. Những người như ông này 10 năm không gặp tưởng rằng đã hễ lỡ, không lỡ. Đối với Chúa 10 năm vẫn không ăn thua gì cả. Chúa vẫn tìm đủ mọi cách để mà Chúa cứu chữa một người mà dám thách đố rằng là những người lên làm chứng này mà hôm nay chính vợ mình lên làm chứng, chị có được đồng nào không? Dạ không ạ. Đấy, rõ ràng là như vậy. Chính người vợ của người nói rằng lên làm chứng thì là được phát mấy trăm, thì đây là người vợ ấy lên làm chứng và làm chứng với cho chồng mình là đã được ơn trở lại. Mà đến đây thấy được anh chị em như thế này tác động lên người ta, cái điều lạ lùng là như chỗ đó. Rất nhiều người cứng lòng nhưng mà đến đây thấy cái cảnh này họ được ơn quay trở về và đợi 2 tiếng rưỡi để mà được xưng tội. Thưa anh chị em, chúng tôi xót xa vô cùng, rất là mong ước có các cha đến đây để mà giúp giải tội cho anh chị em. Nhưng mà đường nó xa quá, cách trở quá, các cha có đủ lý do để mà không đến được vì bận, vì xa, vì mệt, vì già, vì yếu. Còn mình tôi thì làm hết sức của mình rồi. Ngày 24 tiếng thì tôi đã làm tới 20 tiếng, còn chỉ 4 tiếng để ngủ thôi. Không thể nào làm hơn được nữa. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Tặng cho chồng chị cái máy đem về. Hallelujah. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng tặng cho chị nha. Còn con được ơn gì của Chúa? Con thưa cha, con ở ngoài Bắc, con ở Thái Bình, con ở xứ Thân nữa. Con năm nay con 65 tuổi, con ở nhà con đau xương cốt con là 15 năm, mà em con nó cho con được cái đài, con nghe ngày nào con cũng cầu xin Chúa, con bỏ thác cho Chúa, Chúa ban cho con đến ngày hôm nay con khỏi, con mong con ước con vào, con nên con làm chứng cho Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn thứ hai là con đau cột sống lâm cột đốt thì con không chữa khỏi, nhưng mà từ hôm con vào đây đến nay 5 ngày hôm nay con ngồi từ sáng đến tối con cầu xin Chúa, Chúa ban cho con không đau đớn gì nữa, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con xin cha và cộng đoàn. Và 65 tuổi nói một hơi, nãy giờ chỉ có một hơi rồi đó, một hơi mà hai ơn, không ngắt hơi mà ngắt thở mà. Đây tặng cho bà cái máy 300 bài giảng, tôi phải ngắt lại cho tôi sợ bà nói rồi lúc bà tắt hơi lúc nào không có biết. Tâm tư làm như nào cha. Rồi mời anh. Thưa cha, con tên là Phạm Văn Khảm, sinh năm nay 51 tuổi, con ở thành phố Hòa Bình. Thế là năm ngoái con bị bệnh rất là nặng, thế là dạ bệnh thoái hóa toàn thể xương khớp và hoại tử. Thế nhà con mới bảo thôi hai vợ chồng đi vào trong này để xin cầu nguyện. Thì chúng con đi vào từ hôm 15 tháng 6 đến 20 tháng 7 thì mới được có 10 ngày. Thì bố vợ con ở nhà thì lại là nhà con một. Thế là bố vợ con thì đi bệnh viện cấp cứu, ông 83 tuổi. Thế bác sĩ bảo là ông này hỏng hết phổi rồi, giờ chỉ còn chờ chết thôi chứ không thể sống được vì 83 tuổi rồi.
thế là nhà con phải bay về, được 10 ngày thì nhà con phải bay về, còn con ở lại. Thế con ở đây với viết thư xin cha và cộng đoàn cầu khấn cho. Thì đến vừa rồi là cha con đã khỏe lại bình thường, đấy là được một ơn, còn ơn nữa là của vợ con. Thì vào đây cầu nguyện, được xin cha cầu nguyện cho được 10 ngày thì đến bây giờ kiểm tra là có 3 bệnh. Một là bệnh đau dạ dày, hai là bệnh u xơ cổ tử cung, ba là bệnh thoái hóa xương đốt xương sống, nưng. Thế thì bây giờ đi khám là một bệnh đau dạ dày đã khỏi và bệnh thoái hóa, bệnh u xơ cổ tử cung cũng hết. Giờ chỉ còn mỗi bệnh. Đó là ơn cho ba anh, cho vợ anh, còn anh. Còn con thì con bệnh xương khớp, tất cả các bệnh viện lớn ở tại Hà Nội bây giờ là không thể chữa được. Và bảo con là bây giờ cứ động vào chỗ nào phải cắt, phải thay, chứ không thể là chữa được. Thế con đã thay một bên trái rồi, một khớp bên trái này, hết 86 triệu. Bây giờ bỏ là bên phải này cũng phải thay, hai vai con cũng bị bó đấy, con không sờ được sang này. Thế bác sĩ bảo là cứ thay, nhưng mà chúng con cũng không có tiền để thay. Bây giờ là tự nhiên nó viêm bó như thế, chúng con phải vào xin cầu xin lòng thương xót của Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện. Xin cho chúng con được ơn trên, được Chúa chữa lành cho chúng con, được gặp thầy, gặp... Có đạo gốc hay đạo đồ theo? Dạ, con là người đạo Phật ạ. Hôm nãy giờ anh nói là anh là đạo Phật đó hả? Vâng ạ. Vợ anh? Vợ con cũng đạo Phật ạ. Bố anh? Cũng đạo Phật hết ạ. Tất cả Phật hết? Cả là Phật hết ạ. Tất cả Phật hết. Hallelujah! Đây, tôi gửi cho Phật hết. Hy vọng sẽ có ngày hết Phật để theo về với Chúa. Đây, tặng cho anh cái máy 307 giảng nha. Cầu nguyện cho con. Rồi rồi, tặng cho, gửi tặng cho vợ anh cái quạt nhà mẹ đến với Chúa, và gửi tặng cho bố anh một cuốn sách nha, để bố anh biết về lòng Chúa thương xót như thế nào. Mặc dù là người đạo Phật nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và Chúa vẫn chữa lành cho những người một lòng một dạ tin vào Chúa. Vâng. Đây mời Phật hết, và nay Phật nữa, ông xin mời Phật lên. Đây, chị cho mọi người biết chị tên là gì? Con tên là Trần Thị Thúy, ở miền Bắc. Năm 7 tuổi ạ. Vâng. Con được ơn là con bị 28 năm nay con bị viêm đa khớp. Thế 7 năm nay con lại bị biến bị tê liệt hết cả người, nằm liệt giường chiếu. 3 tháng nay là có người bên đào gọi cho con một cái đài, con nghe được là hơn hai tháng nay con vào đây. Cái hôm đưa vào là phải người phục vụ đưa lên xe. Vâng, con đi xe lăn và phải người phục vụ, nhưng mà được gần đây là con đi lại được, con tự làm được rồi. Chân tay vẫn còn co quắp nhưng mà con làm lụng được, hôm đi được rồi. Mà hôm bắt đầu đi là nhà con đi nương anh em là cứ gàn, bảo bệnh này không chữa được đâu, người ta còn cao như thế nào người ta không, cả bệnh viện chả chữa được, mà đi vào đặt tay mà chữa được. Vâng, chị dâu ấy, dì dâu con là người bên đéo, hai em dâu con là người bên đạo gốc, nhưng mà các em con bảo nếu mà bác mà vào mà chữa được bệnh của bác thì chúng em về theo đạo. Còn cái nhà thờ ở làng con là gọi bỏ đạo gần hết. Một cái nhà thờ lớn lắm, chỉ đồ dăm nhà theo đạo thôi, còn bỏ toàn bộ nhà thờ bỏ không. Thế nên con bảo đợt này về là con rửa tội ở cái nhà thờ con theo đạo, để cho mọi người hỏi, làm chứng cho mọi người hỏi trở về đạo. Với chị dâu con và hai em dâu con nữa cũng bỏ đạo, hôm nọ vào đây về khóc lắm. Hallelujah! 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 Thế chị em một người có đạo mà còn dám thách thức người không có đạo, chúng ta thấy Chúa buồn đến cỡ nào. Cho nên người ta không có tỉnh thức, người ta mê đắm trong thế gian, người ta mê đắm trong tiền tài, trong danh vọng, trong quyền lợi, mà người ta không có tỉnh thức để nhận ra rằng Chúa đang ở trong họ. Có đạo mà còn thách thức là người không có đạo này đi về đi, mà nếu mà khỏi thì tôi mới theo đạo, mới trở lại đạo. Mà chị này bây giờ dám chấp nhận cái thách đố đó, thách đố lớn lắm chứ. Tự nghĩ coi,
một người 7 năm trời tất cả các khớp xương khớp chân nó sưng phù hết lên mà không có đi đứng được. Một người mà mấy tháng chỉ nằm liệt mấy năm? 7 năm ạ. 7 năm làm liệt. 7 năm làm liệt giường mới 3 tháng nay là cái người bên đạo ở bên quê chồng hỏi sùng đạo hỏi mang sang cho cái đài, chứ còn bên quê nhà con là hỏi bỏ đạo hết, hỏi không tin. Vâng, thưa anh chị em, suốt 7 năm mà nằm liệt giường liệt chiếu như thế, cách đây chỉ có mấy tháng, 3 tháng người ta cho chị cái đài này. May mà trong số những người đi đạo bỏ đạo hết, nhà thờ to lớn như thế ở quê của chị ấy vẫn còn một cái tia sáng, còn một cái con đom đóm, còn một cái con đom đóm đấy cầm ấy. Mà đom đóm ấy tặng cho chị cái máy và chị nghe suốt 3 tháng và chị đi đến đây vẫn còn ngồi trên xe lăn, bây giờ thì đã bỏ xe lăn và đi lại được. Thế là người ta cho cái đài thì chồng con cứ danh nghe, nghe ngày nghe đêm, thế là có cái u to như nắm tay ở cạnh sườn này này. Chồng con, thế là ở cạnh sườn này có cái u to như nắm tay mà nghiện rượu mấy chục năm nay rồi, ngày hàng lít rưỡi cơ. Thế nhưng mà giờ là tự dưng nghiện vào đây bổ, không biết bà khấn cho tôi nào mà rượu giờ tôi không uống được mà cái u của tôi teo đi. Tôi đang là uống rượu ngon mà bà khấn cho tôi thế nào, bây giờ rượu tôi không uống được nữa. Mà một ngày một lít rưỡi mà mấy chục năm trời như vậy, anh chị em nghĩ thử coi. Mặc dù là ông ấy chưa có ý muốn bỏ, nhưng mà chính người vợ cái lời khấn nguyện, chúng ta thấy cái lời cầu thay nguyện giúp nó tuyệt vời như thế nào. Ngay cả cái khối u của ông ấy, mà có cái là ông đã dành nghe với bà ấy, tức là đã có thiện chí. Phải có một cái thiện chí, phải có một tia sáng, phải có một chút gì hé mở thì ơn Chúa mới xuống được. Còn cứ chơ ra, cứ lì ra, cứ chạy như đá, cứ khô như ngói thì làm sao mà ơn Chúa xuống được. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa ban cho chúng ta có một người chị em thật là tuyệt vời, một người ngoại đạo mà giảng đạo cho những người bỏ đạo, quá tuyệt vời. Trên cả rớt rớt và trên cả đây, tất cả những gì có thể có được từ người tặng cho chị, anh lên anh hả? Rồi một người bên chị đó, rồi mời chị lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên, máy sách ảnh chuỗi quạt tất cả các phương tiện tôi gửi tặng cho chị nha, để chị đem về mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Người ngoại đạo đi về giảng đạo cho người có đạo đã bỏ đạo để họ quay về với đạo. Còn chị à, con chào cha và chào cộng đoàn. Thưa cha, con là Trần Thị Thường Vi, 67 tuổi, ở bên Úc mới về chiều hôm kia. Vâng, đây là một người từ bên Úc về, Thường Vi 67 tuổi. Chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người ở Việt Nam? Dạ vâng, thưa cha, con được rất là nhiều ơn, nhưng mà con thấy mọi người làm chứng ở đây toàn là những các cái ơn đặc biệt mà to lớn, còn con thì chỉ có những các cái ơn nho nhỏ thôi. Thôi thì con cũng xin dạ ơn thứ nhất là con được biết tới lòng thương xót Chúa qua cái dịp vừa kỳ vừa rồi, tháng 11 con đi Mỹ, con thăm mẹ con, tại vì mẹ con cứ nghe cái đài đó hoài, con hỏi mẹ con là mẹ nghe cái gì mà cứ suốt ngày mẹ không có chịu nghỉ, rồi làm sao mà khỏe được. Mẹ con bảo chứ không, cái này hay lắm, cái ông này ông ấy giảng tếu lắm, ông ấy giảng kể từ hồi ông còn bé tới giờ nữa, ông ấy nghịch lắm. Cái bảo vậy đâu con, mẹ mở cho con thử nghe coi. Thế là mẹ con mở cho con vài lần, nếu con nghe con thích, thế là con không có đi chơi được. Thế là mẹ con ngày đêm cứ mở cho con nghe. Cái lúc mà con đi về, mẹ con bảo chứ thôi hay là con đem về đi, nghe để khi nào nghe hết rồi đem gửi trả cho mẹ. Xong con ấy bảo thôi vậy con về để con tìm thử xem cái gì mà muối cho đời gì đó, in chấm info. Con bảo con sẽ về, con sẽ tìm ở trong internet coi. Nhưng mà con về con chả biết nó, tìm mãi chả được. Rồi con gửi người này gửi người kia mua, con không có biết mua ở đâu hết. Thế là lần kia con có người đi về Việt Nam, con gửi mua được cho con được mấy cái máy. Con về con nghe con say mê quá, cái chả biết làm sao, con say mê lời Chúa.
mà qua cái lời của cha giảng, phải nói thật, cha giảng rất là sống động, làm cho con say mê đến nỗi mà cha có biết rằng á, nồi ơ xong chảo con cháy trơn à. Tôi tưởng là chị ấy say mê nghe lời Chúa đến mức độ mà quên đến mức nghe đến mức bằng nồi niêu xong chảo nó cháy hết, đang vừa nấu nướng vừa nghe rồi quên luôn, chả có cất xuống để nồi niêu xong chảo nó cháy hết. Đó là ơn thứ nhất, là ơn nhận biết lòng Chúa thương xót, mà là từ một người mẹ bên Mỹ mà truyền lòng thương xót cho đứa con bên Úc. Chúng ta thấy Chúa làm nhiều cách lắm, cho nên phải tỉnh thức để mình nhận ra ơn của Chúa, lời mời gọi của Chúa. Còn sau khi đã nhận biết lòng Chúa thương xót rồi thì bên Úc mấy chị đã biết được giáo điểm tin mừng như thế nào và loan truyền như thế nào? Dạ vâng thưa cha, biết giáo điểm tin mừng qua cái YouTube thì khi mà con biết được thì con đi chỉ cho nhiều chị em, và trong số đó thì cũng có cái người mà nói với con rằng ôi trời ơi, cái giáo điểm bây giờ làm cái gì mà có cái chuyện đó. Ông cha Long ông ấy là thôi miên á, con bảo vậy chứ ông ấy thôi miên á, thôi miên mấy người giàu chứ mấy người nghèo với mấy người có bệnh vậy thì tiền có đâu mà đưa. Con bảo chứ thôi được rồi thì ai họ nói gì họ nói thì mình cứ tín thác vào Chúa. Thế một ngày kia cái người đấy con đưa máy rồi cái họ bỏ một chỗ, thế là đứa con của họ nó muốn nghe, khi mà nó ngủ nó không ngủ được nó nghe được thì tất nhiên là cái người mẹ đó thì được cái ơn. Cho nên chính vì vậy mà khi con ra đi đó thì mọi người đó là mong cho con đi gặp được cha và để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cho nên là con rất là hãnh diện bởi vì con được làm chứng cho Chúa. Và hồi nãy cái ơn đầu tiên đó con đang nói chưa có hết, là con say mê đến nỗi mà khi con nằm á, con nghe cha giảng á, thì ở bên Úc á, hiện bây giờ nó đang là lạnh, mùa đông lạnh lắm. Cho nên là con nằm muốn trùm mền nhiều, con để cái bình nước nóng ở trên ở dưới. Mà con ngủ á, con nghe làm sao mà con lăn là cái bình nước nóng nó phỏng hết bên này nè. Rồi con ra đường á, con lái xe, hồi xưa thì bác sĩ không có cho con lái, nhưng mà bây giờ thì con được lái rồi bởi vì con bị tai biến. Xong rồi khi con ra đường con lái, con cũng nghe cha giảng téo quá con cười, xong rồi đèn đỏ con chạy luôn, con chạy mà hên là con không bị đụng xe mà chỉ có chụp hình thôi. Vâng, rồi cũng có người cứu bộ cho con, cũng nó cũng qua đi. Vâng, rồi một cái ơn khác nữa là mới đây tuần vừa rồi này, trước khi mà con nó bút vé, nó bắt con đi, tự nhiên nó bắt con đi đến giáo điểm tin mừng. Nó bảo, ô hồi nào giờ tao ao ước đi lắm mà sao giờ không lẽ là được đi, giờ túi chả có đồng nào hết mà giờ cho đi mừng quá. Vậy xong mày cái cha biết làm sao, cái con mới có đứa cháu đó, cái cháu nội đó, thì nó còn nhỏ lắm, mới có 11 tháng thôi. Thế là con bồng, con sóc hai cái nách của nó như vậy. Thì con để cái chân của nó lên bụng con á. Con mới tối ngày con tập con hát lòng Chúa thương xót để cho cái miệng con nó bớt bị méo đi đó. Thì con hát rồi chưa? Anh em hãy có lòng thương xót, vì cha là đứng hàng thương xót. Cái con trượt chân cái vậy. Thì cái thẳng ở dưới nó cong lại thì hai cái đầu gối con nó té rồng xuống cái gạch á. Rồi con đau quá, con không khóc được và nó tím nó sưng lên. Mà nhà có hai đứa nhỏ, nó đâu biết gì đâu. Một đứa 4 tuổi, còn đứa mới có 11 tháng. Thì con một hơi con khóc được rồi á. Con nhìn lên, thì con bé nó té ở trên cái ghế salon mà hai cái tay con vẫn là đang cầm hai cái nách của nó. Thì con nhìn lên, nó tưởng con giỡn lên, nó cười. Thì con yên lòng á là cháu con nó không có bị gì hết, mà chỉ có con bị thôi. Nó đau lắm, mà cuối cùng ngày kia con tới đây giờ nó hết luôn rồi cha. Con Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị những món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót về chị đem về Úc dùng cho chúng tôi để đi loan truyền mấy 300 bài giảng, tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt, móc khóa và tràng chuối. Mình coi Chúa lòng thương xót, xin Chúa chúc lành cho chị. Ước mong rằng trên thế giới này có những bà cụ như là mẹ của chị đi loan truyền lòng Chúa thương xót ở bên Mỹ mà loan truyền cho con mình bên Úc, rồi chị ấy từ bên Úc mà loan truyền cho những người khác. Một điều mà anh chị em không thấy lạ đó là chị đã bị tai biến một nửa miệng méo rồi,
đi lại rất khó mà nói không được. Và hôm nay chị đã lên đây làm chứng đi lại ngon lành, nói rất rõ còn hát được nữa. Chúng ta chỉ biết hallelujah. Lúc nào cũng phải, anh em lúc nào cũng phải sẵn sàng và tỉnh thức. Lúc nào cũng phải và để bất cứ ngày nào, giờ nào Chúa đến, Chúa gọi vẫn thấy chúng ta đang say mê với lòng thương xót. Chúng ta đang đi thực hành và chúng ta đang đi loan truyền. Lúc đó Chúa bảo hỡi đầy tớ trung tín, con hãy vào hưởng hạnh phúc với chủ người, hãy vào hưởng hạnh phúc bên, mạnh lên, hãy vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Amen.